ngày hôm nay thì em cùng với một số anh em thợ đang chuẩn bị công tác lên kính cho các trang trại ở đây mọi người ở quê thì còn sóc lại một số trang trại ngày xưa chưa kéo được điện qua pha hiện tại thì người ta đã kéo được điện qua pha thì mới bắt đầu lên kính tức là lên lạnh đấy cho nên là em cũng không làm video chia sẻ về bản tin cho bà con được và trong ngày hôm nay khi quay trở lại với thông tin thị trường giá hơi thì chúng ta có thể nói là ngày hôm nay là ngày bùng nổ về giá kể cả là con gà à, con heo và con gà con vịt luôn mọi người trên cái bảng báo giá thị trường thì chúng ta thấy miền Bắc miền Trung à, giá gà giá heo đều đã tăng lên chỉ còn lại là miền Nam hiện tại thì chúng ta vẫn vướng bởi, bởi cái vấn đề là heo cam và cái cả là một nguồn à, heo dịch bệnh vẫn còn cho nên là chúng ta thấy là giá vẫn chưa tăng và nói đóng ra thì công ty CP miền Bắc ngày hôm qua đã tăng thêm 1.000 đồng Tuy nhiên thì em cập nhật hơi trễ nên là trong video ngày hôm qua em không chia sẻ còn trong ngày hôm nay chúng ta thấy ngoài cái giá heo thì cái giá gà gà trắng gà bò cua, gà minh dư giá vịt kể cả là giá vịt cũng đều tăng lên trong ngày hôm nay trong ngày đầu tuần và trong thời gian trước cái cái ngày bão lũ mọi người thì chúng ta thấy những cái giá gà của các công ty thì rất xuống rất là thấp nhưng hiện tại chúng ta thấy đã tăng lên rồi quay trở lại với thông tin thị trường yêu hơi trong ngày hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2024 tại thị trường miền Bắc thì giá heo được đẩy tăng liên tiếp vào cuối tuần trước và đầu tuần này lên khi mất giá là 67 đến 69 000 đồng một ký trong cái bối cảnh heo dân lẫn heo công ty khan hiếm sau giai đoạn bán chạy lũ. Theo ước tính thì tổng lượng heo bán chạy lũ và các trang trại bị tốc mái hoặc là chết do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và heo dân lẫn heo công ty bầu khoảng là 100 cho đến 150.000 con số lượng khá là lớn cho một người xin nhắc lại là 100 đến 150.000 con trong đó thì heo công ty bị nhiều nhất khoảng là 25 cho đến 30.000 con do đó nhiều khả năng heo giá heo miền Bắc sẽ tiếp tục đẩy điều chỉnh đẩy tăng do nguồn cung thiếu hụt cục bộ trong tháng 9 này và hiện tại thì giá heo các công ty lớn ở miền Bắc như CJ có giá là 67 giáp pha 68 CP có giá là 67 68 heo dân bán 68, 69, thậm chí có giá là 70.000 đồng. Và ngày mai cũng đang giữ giá. Có khả năng là ngày, vài ngày tới thì tiếp tục công ty một số công ty sẽ đẩy giá tăng thêm. Thông tin tại chợ đầu mối Ngọc Lũ, tức là chợ lợn Hà Nam cho biết thêm. cái lượng heo về chợ trong hai ngày cuối tuần trước và đầu tuần này giảm do heo dân lẫn heo công ty Việt còn quanh cái mốc là 2.000 con. Giao dịch tại chợ, tại chợ bán tốt với giá heo đầu là 72 cho đến 73.000 đồng một ký mức giá phổ biến là 67.000 đồng một kg hàng chân dễ bán và không bị tồn lại. Như vậy là chúng ta thấy ở chợ khi heo Việt thì giá heo đầu đã tăng lên là bên 3273 và phổ biến giá mức giá phổ biến cũng tăng thêm 1 đến 2.000 đồng ở mức giá 67. Của ngày bình thường chúng ta thấy là giá 65 66. Và cụ thể thì giá heo công ty CB tại khu vực miền Bắc của chúng ta trong ngày hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2014 đang ở mức giá là 67 cho đến 68.000 đồng một kg Như vậy là giá này tăng thêm 1.000 đồng so với lại cuối tuần trước cuối tuần trước là 66 đến 67 heo dân tại Thái Bình hiện tại có giá là 65 đến 67 000 đồng một ký giá này cũng tăng thêm 1.000 đồng so với ngày cuối tuần trước cuối tuần trước là 64 đến 66 và giá này cũng ngang bằng Bắc Giang và Hà Nội tức là hai tỉnh Bắc Giang và Hà Nội cũng đang ở mức giá là 65 cho đến 67 và cũng tăng 1.000 đồng so với lại cuối tuần trước ở đây chúng ta có giá heo giống của heo công ty CB Lọa 20 kg thì có giá là 126 000 cho đến là 133 000 đồng trên ký. Còn lọa công, heo công ty lọa sách tay 6 đến 7 kg thì có giá là 1 triệu 9 đến 2 triệu 150 000 đồng trên con. Heo dân lọa sách tay 6 đến 7 kg thì có giá là 1 triệu 9 đến 2 triệu 100 000 đồng trên con. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại thông tin thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung thì do nhu cầu heo vào gột lẫn là nhu cầu giấc mổ tăng tại thị trường miền Bắc cho nên là heo từ miền Trung đang đóng ra miền Bắc khá là nhiều kéo giá heo Bắc miền Trung tăng lên mức giá là 65 cho đến 67 000 đồng một ký kể cả giá heo Nam miền Trung cũng được tăng lên mức giá là 64 cho đến 65 000 đồng một ký trong ngày hôm nay như vậy là thị trường miền Trung chúng ta thấy là tăng lên khá là nhanh và cụ thể thì giá heo công ty CP tại khu vực Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay đang ở mức giá là 68.000 đồng một ký giá này tăng thêm 1.000 đồng so với lại ngày cuối tuần tức là ngày tuần ngày cuối tuần có giá là 67 năm trong bộ không tăng và đang ở mức giá là 63.500 đồng cho đến mức cho đến 65.000 đồng một ký theo dân tại Nghệ An ngày hôm nay tăng thêm 1.000 đồng và đang ở mức giá là 64 cho đến 66.000 đồng một ký ngày cuối tuần là có giá là 64 cho đến 65 như vậy là tăng giá trên Bình Định có giá là 61 cho đến 63.000 đồng một ký giá này cũng ngăn bằng với giá heo tại Đắk Lắk và cũng tăng thêm 1.000 đồng tuy nhiên thì tăng giá dưới tức là ngày cuối tuần là có giá 60 cho đến 63.000 đồng một ký và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với thông tin thị trường hơi tại khu vực miền Nam hiện tại giao heo bán chạy dịch cho thị trường nhiều cộng thêm heo cơm về khoảng là 13 cho đến 15 xe trên ngày với giá bán về tới là mổ là khoảng 66.000 đồng một ký nên giá miền Nam tạm thời chưa điều chỉnh tăng thêm và vẫn đang giữ quanh cái mốc là 64 cho đến 66 000 đồng một ký. Thông tin từ chợ đầu mối Tân Xuân cho biết thêm, tài lượng heo nhập lò và nhập chợ trong 3 ngày gần đây tiếp tục đạt cao, giao động quanh cái mốc là 5.300 cho đến 5.500 con. Trong đó tài lượng heo nhỏ chạy dịch đưa về cũng ở mức cao từ 1.000 cho đến là 1.400 con trên ngày. Liên tục chúng ta thấy cái thông tin này ngày nào cũng có, cái lượng heo này rất là lớn. Và giao dịch tại chợ, tại chợ bán lệnh sinh từ đầu phiên với giá từ 70 cho đến 71 000 đồng một ký đối với heo mỡ, 74 cho đến 75 000 đồng một ký đối với heo khá. Cuối phiên chờ rất nhẹ cùng từ 69 đến 70 000 đồng một ký trở lên. Heo về nhiều nên giá heo ngon cũng khó được giá cao và hiện tại đang quanh cái mốc là 68 xin lỗi mọi người 80 cho đến 81 000 đồng một ký đối với heo ngon. Kéo giá bình quân toàn phiên đạt quanh cái mốc 71 đến 72 000 đồng một ký đối với heo xô. Heo khá quanh cái mốc là 73 cho đến 74 000 đồng một ký. Thường lái chịu thua lỗ trong cái giá này và cụ thể thì giá heo công ty CP tại khu vực miền Đông hiện tại đang có giá là 66.000 đồng một ký giá này không thay đổi so với ngày cuối tuần còn miền Tây thì đang có giá là 66.500 đồng một ký giá này cũng không có sự thay đổi theo dân từ đồng Nai hiện tại đang có giá là 64 cho đến 65.000 đồng một ký giá này cũng ngăn bằng với giá cuối tuần tiền Giang hiện tại có giá là 63 cho đến 65.000 đồng một ký giá này cũng không thay đổi và cũng ngăn bằng với giá heo tại Bến Tre còn giá heo giống tại khu vực miền Nam của chúng ta Đối với heo công ty CP lọa 20 kg thì có giá là 122.500 đồng cho đến là 125.000 đồng một kg Còn heo công ty lọa sách tay 6 đến 7 kg thì có giá là 1 triệu 9 cho đến 2 triệu 250.000 đồng trên con. Heo dân loại sách tay 7 đến 9 kg thì có giá là 1 triệu 850.000 cho đến là 2 triệu 050.000 đồng trên con. Còn đây là cái bản thông tin về giá của các nước lân cận Việt Nam chúng ta. Ở đây chúng ta quan tâm là như Trung Quốc có giá là 66 đến 71. Thì như vậy là cao hơn Việt Nam chúng ta. Heo Lào có giá 56 đến 60. Thì giá này em nghĩ cũng về Việt Nam được. Thái Lan có giá là 52 đến 57. Giá này khá thấp. Campuchia có giá 52 đến 55. Cho nên ở đây chúng ta thấy là heo Thái và heo Cam vẫn luôn có cái thông tin lịch đưa về Việt Nam chúng ta tiêu thụ và đây là cái rào cản lớn nhất để cho cái giá heo ở miền Nam của chúng ta khó tăng và khả năng đối với giá heo của chúng ta tăng nhanh thế này khi nguồn cung khăn hiếm bởi cái bão số 3 thì em nghĩ sắp tới heo cam và heo lào còn về Việt Nam chúng ta nhiều nữa và đó cũng là tất cả những thông tin về thị trường heo hơi trong ngày như vậy chúng ta thấy rồi một lần nữa thì cái vấn đề cung cầu nó ảnh hưởng rất là mạnh đến cái, cái giá heo một là cái vấn đề dịch bệnh hai là cái vấn đề thiên tai và chúng ta đã nói trước khi xảy ra bão thì sau bão thì em nghĩ là cái giá heo của chúng ta nó sẽ chạy rất là nhanh và hiện tại thì chúng ta thấy đã tăng lên khá là cao rồi thì hy vọng rằng trong một thời gian tới chúng ta sẽ ổn định được cái vấn đề giá cả này chúng ta quan tâm ổn định được cái vấn đề dịch bệnh rồi bà con phía bắc của chúng ta cố gắng sửa chùa và ổn định lại cái công tác chăn nuôi thì chúng ta tiếp tục công việc chăn nuôi còn hiện tại thì em nghĩ miền trung và miền nam của chúng ta kể cả là một số anh chị nào còn heo ở khu vực miền Bắc thì chúng ta đang có cái sự chiến thắng về cái giá heo một lần nữa thì em xin chúc mừng và cũng chia buồn đến mọi người nào mà lỡ bảo bị bảo số 3 thằng phá còn trong video vừa rồi thì em làm em không có nói về giá nên chúng ta cũng không nhận được nhiều thông tin về giá heo hơi tại các vùng miền thì trong video này em cũng hy vọng rằng anh chị có giá ở các địa phương thì chúng ta cũng chia sẻ lên kênh thì em có trách nhiệm là em thông báo cho bà con chúng ta nắm rõ hơn còn bây giờ thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại một lần nữa thì chúc bà con chúng ta sức khỏe và chăn nuôi thành công